Cũng như nhiều năm trước, những ngày này, không khí trao đổi buôn bán hàng hóa giữa Việt Nam, Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai diễn ra rất tấp nập. Hàng dài xe container xếp hàng chờ thông quan. Ngoài lý do là khoảng thời gian buôn bán thuận lợi, các thương lái Trung Quốc còn cố gắng xuất khẩu tối đa hàng hóa có nguồn gốc thực vật trước mốc thời gian mùng 1 tháng 1 năm 2013, thời điểm thông tư 13 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có hiệu lực. Chúng tôi thì cũng luôn ý thức được là tạo cái điều kiện thuận lợi nhất, tạo mọi cái điều kiện để thông thoáng cho chủ hàng xuất nhập khẩu cho qua cửa khẩu Tân Thanh nói chung và các cửa khẩu của thuộc Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 7 nói chung. Có lẽ là để đảm bảo yêu cầu thì áp dụng theo đúng với thông tư 13, chúng tôi tiến hành kiểm tra chặt các lô hàng nhập khẩu. Việc có một văn bản quy định rõ ràng như thông tư 13 với các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm bắt buộc phía Trung Quốc phải đăng ký là điều cần thiết. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên VTC14, đại diện Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết nước này vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ đăng ký do còn nhiều vướng mắc. Đoàn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gồm 3 cục chuyên ngành sang làm việc với Tổng cục Kiểm nghiệm Kiểm dịch Xuất nhập cảnh Quốc gia của Trung Quốc, đặc biệt là vụ giám sát kiểm dịch động thực vật và y tế. Thì hai bên đã trao đổi rất là nhiều các vấn đề liên quan đến cái việc thực hiện các cái thông tư mà liên quan tới an toàn thực phẩm. Thì phía bạn thì cũng đã có cái động thái cũng rất tích cực và người ta sẽ hứa là sẽ cung cấp các cái thông tin theo quy định 13 cho chúng ta. Thế tôi nghĩ là khi bây giờ là áp dụng cái thông tư 13 này thì được hiểu là cho đến giờ là Trung Quốc người ta đang nỗ lực, chúng ta vẫn phải có một cái thời gian là chuyển đổi cho phía Trung Quốc. Và được rồi, như sau khi cái đoàn công tác của các cục về đã báo cáo Bộ trưởng và Bộ trưởng cũng đã đồng ý là gia hạn đối với Trung Quốc là đến ngày 30 tháng 6 năm 2013. Thêm 6 tháng nữa cũng đồng nghĩa với việc người tiêu dùng trong nước tiếp tục phải sử dụng các mặt hàng hoa quả, nông sản từ Trung Quốc chưa tuân theo quy chuẩn đăng ký an toàn thực phẩm của Việt Nam. Không những thế, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã lách luật, vin vào cớ hợp đồng đã ký trước thời điểm thông tư 13 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2011 để đưa hàng vào Việt Nam. Quan điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khá quyết liệt trước vấn đề này. Chính thức là thông báo là 31 tháng 12 thì tất cả các nước mà muốn xuất khẩu các cái thực phẩm con giống thực vật vào Việt Nam thì phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam, hay nói khác là phải có trong danh sách được phép là nhập khẩu. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có văn bản chính thức gửi cho Tổng cục Hải quan. Thì Tổng cục Hải quan thì cũng với cái trách nhiệm, người ta sẽ có trách nhiệm mà thông báo cho các doanh nghiệp biết, và đồng thời là chúng tôi sẽ cũng có cái chỉ đạo cho tất cả cái hệ thống kiểm dịch thực vật trong toàn quốc thông báo với các cái doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có các cái loại gọi là hàng hóa là thực phẩm có thực vật mà nhập khẩu Việt Nam từ các quốc gia trên đấy biết và để tuân thủ theo các quy định này. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, hiện mới có 11 trên 59 quốc gia có xuất khẩu nông sản, nguyên liệu từ nguồn gốc thực vật vào nước ta đăng ký tiêu chuẩn, tức là chiếm chưa tới 20%. Khi thông tư 13 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, sản xuất điều được xác định sẽ là ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi mỗi năm phải nhập thô nguyên liệu hơn 300.000 tấn. Ngoài ra, các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm mà số lượng nhập ngoại nhiều về hoa quả tươi, bắp làm thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là bột mì sẽ phải chịu nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn khẳng định ngày 31 tháng 12 năm 2013 là mốc thời gian cuối cùng để các nước đăng ký. Bởi những yêu cầu cấp thiết về đảm bảo sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam không thể chờ thêm được nữa.